khi đang di chuyển trên quốc lộ 8A từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phổ Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tài xế Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1972, điều khiển xe đầu kéo cho xe lùi để tránh phương tiện đi ngược chiều. Nhưng do trời tối, sương mù dày đặc nên chiếc xe đầu kéo mất phương hướng, rơi xuống vực sâu khoảng 70m. Vụ tai nạn khiến tài xế bị đa chấn thương. Hành trình vùng núi với rất nhiều đoạn đèo quanh co, nhiều đường cong, tầm nhìn hẹp. Cứ một bên là núi cao, một bên là vực sâu thì luôn là nỗi ám ảnh với lái xe, kể cả đối với những người có nhiều kinh nghiệm và cẩn trọng. Vâng ạ, cho dù tay lái chuẩn nhưng mà cũng chưa chắc là đảm bảo an toàn hoàn toàn cho bản thân, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố tiềm ẩn phía sau mỗi đường cong, như phía ngược chiều có xe đi đến hay không, có đi đúng tốc độ hay là phần đường hay không.